Cũng do tình trạng người dân đổ về đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn rất đông nên nguy cơ mất an toàn tai nạn giao thông luôn thường trực do điều kiện đường trơn trượt và băng giá. Chính vì vậy, lực lượng chức năng địa phương đang chủ động triển khai nhiều phương pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Từ quốc lộ 4B của huyện Lộc Bình lên đỉnh Mẫu Sơn khoảng 15 km, đường nhỏ hẹp, dễ xảy ra ùn tắc giao thông. Vì thế khi hai xe tránh nhau và đường trơn trượt giữa thời tiết sương mù băng giá đã và đang khiến cho nhiều lái xe lo ngại vì dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đường đi lại lên như này vừa đồi núi cao, hai nữa là có tuyết rơi nữa, đường rất trơn, đi lại rất là nói chung là rất khó khăn về các phương tiện khi tham gia giao thông. Du khách đi đường cong đường trơn mà chưa quen thì tốt nhất là cái thứ nhất là mình phải cẩn thận và đi tốc độ chậm để giữ đảm bảo an toàn tính mạng cho con người và tài sản, nhất là đối với ô tô hoặc xe máy thì chúng ta đi đường đèo dốc thì cho nên đi xuống thấp. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lộc Bình đã tăng cường bố trí cán bộ chiến sĩ túc trực thường xuyên tại những địa điểm trọng yếu, khúc cua, hướng dẫn người dân di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông và ùn tắc giao thông có thể xảy ra. Trên đỉnh là vừa mưa và có hiện tượng băng giá xuất hiện gây nên trơn trượt về cái đường của mình ấy. Thì mình đi hết sức chậm rãi, đảm bảo an toàn cho mình và những người tham gia giao thông xung quanh chị nhé. Lên đây với mục đích là trải nghiệm, bởi vì em ở đây khá nhiều năm rồi nhưng mà chưa được từng trải nghiệm có tuyết rơi trên này. Và rất cảm ơn lực lượng chức năng đã quan tâm và sát sao trong việc chỉ đạo an toàn giao thông trong dịp trải nghiệm này của chúng em. Tôi đồng ý cái ý kiến của đồng chí. Bọn tôi lái xe thì cũng phải chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Và đi đường thì chúng tôi cũng làm chủ tốc độ và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người dân tham gia trên đường. Trên đỉnh Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá. Do vậy, người dân trong và ngoài địa bàn tỉnh cũng đã lên di chuyển lên để tham quan du lịch cũng như là trải nghiệm. Do vậy, mật độ phương tiện giao thông tham gia giao thông tăng cao so với ngày thường. Cùng với đó, cùng với sự xuất hiện của băng giá thì sẽ kèm theo đó là hiện tượng đường trơn, trời mưa trơn trượt cũng là ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của người dân tham gia giao thông. Do vậy, được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện Lộc Bình, đội cảnh sát giao thông trật tự đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng cán bộ đứng chốt tại hai điểm đầu, có nơi mà có điểm chốt có mặt đường nhỏ hẹp ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của lực lượng tham gia giao thông, cũng như những nơi mà mặt đường trơn trượt giúp cho người dân tham gia giao thông được một cách an toàn. Bên cạnh đó thì khi mà xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông do mật độ lưu lượng phương tiện tăng cao thì cũng sẽ phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp để phân luồng hướng dẫn phương tiện từ xa. Lực lượng chức năng cho biết trong những ngày tới dự kiến lượng người vẫn sẽ đổ về Mẫu Sơn và có thể tăng cao đột biến. Do đó, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên triển khai các phương án ứng trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh việc ách tắc ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời cũng nhằm ngăn chặn những nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, băng giá.